Thanh niên Phúc Nguyên. Đã đánh xe ơi cho nội. Cậu bé nha, chứng minh nhân dân 2277 nha. Ớt mệt cho tôi băng nữa đó. Đi về, hộ chạm bên cấp sông về tập phóng kìa. Đi số xa 2277. Tập phóng về, chưa giải lao mà. Người gô kêu. Quẹo quẹo. Nè, đang tí xuống nè. Anh nó bà. Ủa đó. Trời ơi, delay kìa. Ở đâu vậy? Bắt đưa đeo xe nó mùi lắm. Bắt cấp. Đây chỗ nào? Cô đang lấy cô đi nát à. Oh shit. Bấm heo đi. Tới tượng đang chạy.